và ờ, thưa thầy tây phương cực lạc và địa ngục có thật không à, thưa quý vị đó ừ. trong kinh pháp hoa trong kinh pháp hoa mà sư nhắc tới kinh pháp hoa thì nhiều người họ chỉ biết tới mỗi cái phẩm phổ môn thôi tức là cái phẩm mà bồ tát quán thế âm mà biến những cái hóa thân người ta chỉ thường người ta biết tới cái phẩm đó thôi nhưng mà pháp hoa thì nó có nhiều cái phẩm mà trong đó có một phẩm này là dành cho những vị giá uh, phát triển đọc một phẩm đó là phẩm hóa thành dụ nội dung của phẩm hóa thành dụ như thế này tức là giống như có một người uh, uh, dẫn uh, một cái đoàn người đi qua một cái sa mạc rất là xa uh, rồi những cái khu rừng rất là đầy những hiểm độc những cái tai nạn Có nhiều người đã đi xa quá Thì họ Họ ngại Họ muốn về Thì người này mới tạo ra Những cái ngôi thành ảo Rồi đưa những cái con người này đó Đến Ở trong ngôi thành ảo đó Có đầy đủ Nào là Bảy báo Rồi chim ca Rồi Đầy đủ những cái sự hưởng thụ Thì khi những người này Ở uh, Hưởng thụ cho đã Rồi bớt mệt đó thì cái người này mới làm cho cái ngôi thành nó biến mất đi và nói là à, cái này nó chỉ là à, cái ngôi thành do mình hóa hiện tôi hóa hiện ra để cho mọi người nghỉ mệt thôi và mọi người nên đi tiếp con đường đi tới nó còn dài thì từ cái đó đấy sư ừ, có suy nghĩ là đối với những vị ở à, phật giáo phát triển à, họ đưa ra những cái phương pháp tu tập ví dụ như là đi nguyện về cái cõi tây phương cực lạc thì nó cũng chỉ là một cái hóa thành dụ thôi à, là dành cho những người đó mà họ thấy là phải bố thí phải giữ giới phải hành thiền phải tu tập chỉ tịnh à, nó nó kham khổ quá đi à, và nó khó cho họ quá đi thì à, họ mới bày ra những cái cách ví dụ như là đi nguyện về cái cõi tây phương cực lạc à, để à, cho những cái con người này cảm thấy nó con đường nó dễ dàng hơn rồi khi những con người đó chịu tu tập ấy thì đến một mức độ nào đó họ mới dẫn những người đó đi tiếp một bước nữa đó là cái này nó chỉ là phương tiện thôi và nên đi tiếp một bước nữa đến những cái phương pháp tu tập chính thống và đi đến con đường giải thoát giác ngộ bản thân cái việc mà niệm phật theo truyền thống Phật giáo và phát triển ấy À, nó là một biến thể của thiền chỉ nó là một một biến thể của thiền chỉ bởi vì các vị đó suy nghĩ như thế này nếu như á, mà tập trung vào những cái đối tượng như là um, trắng à, xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa không ánh sáng thì à, những cái vật đó nó vô khi vô giác nhưng mà khi mà mình đặt cái niềm tin à, nơi chư, nơi chư phật thì uh, cái niềm tin nó sẽ mãnh liệt và cái việc nhất tâm của họ nhất tâm bất loạn tức là cái sự chú tâm của họ nó sẽ dễ dàng hơn. thành ra họ mới đề nghị một phương pháp là tụng tụng cái tụng niệm uh, tụng niệm Phật như vậy và theo cái gốc rễ ha thì khi mà họ với những người ban đầu ấy, khi mà cái tâm của họ đi đến cái mức độ bất loạn như vậy thì họ đi đến một cái bước nữa đó là gì thực hành tứ niệm xứ bởi vì có định rồi có định rồi thì dùng cái định đó thực hành tứ niệm xứ đi đến con đường giải thoát giác ngộ nó quá tốt à, nhưng mà về sau thì người ta chỉ còn biết được mỗi một chuyện là niệm phật cầu về tây phương là có nhiều công đức hết rồi cái hóa thành vụ sư tạm gọi cái hóa thành dụ trong kinh pháp hoa họ ở đó và họ dừng luôn ở đó và không có suy nghĩ là mình đó chỉ là một cái phương tiện thôi và mình cần phải bước tiếp nữa để mình thực hành tứ niệm xứ ừ, đó là do cái vấn đề thời cuộc vấn đề lịch sử và sau này nhiều người họ bỏ quên đấy à, thành ra thì sư um, có thể nói là đây là một phương tiện của những vị uh, theo phật giáo phát triển ha À, và mình nên hiểu rằng đó là một hóa thành dụ thôi phải đi tiếp nữa bằng cách thực hành tứ niệm xứ à, còn về cái cảnh giới địa ngục ý, thì sư đã trả lời nhiều rồi Hả? quý vị có thể có à, có hai cái quỵ hai cái à, cái quý vị có thể đọc thứ nhất là kinh tệ túc của trường bộ bữa giảng hôm trước sư đã nói rồi kinh tệ túc của trường bộ cái thứ hai là cái tác phẩm cái bộ chú giải chúng sanh và sanh thú chúng sanh và sanh thú là trên google nó sẽ ra còn nếu mà quý vị lười không muốn đọc đó là lỗi của quý vị phải lỗi của sư nếu mà quý vị đã lười thì phải tin thôi tin rằng đức phật đã thuyết trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã thuyết trong rất nhiều bài kinh mô tả các cảnh giới địa ngục à, Nhưng mà do mình lười quá mình không muốn đọc Thì mình phải tin Còn nếu như mình muốn đọc Thì có hai cái mà sư vừa đề nghị đó làm ơn đọc đi ha